Rồi xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình quay lại Trà Vinh anh em, có ghé chỗ vườn của anh Dương. Ngày hôm nay thì anh Dương anh giao lưu với anh em một cây mai xù giảo nha anh em, cây giảo ghim luôn. Rồi chút xíu mình sẽ vô mình quay chi tiết cho anh em tham khảo. Anh em thấy thích mà vô farm mình á, giá cả hợp lý thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Dương qua số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Rồi mời tất cả anh em đi tham quan gốc đầu tiên nha. Rồi anh Dương ơi, anh Dương nhắc lại vị trí anh em mình ở đây ở đâu hả anh Dương? Vị trí của mình là đường Trần Văn Ẩn, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Dạ, rồi em sẽ quay cho anh em tham khảo cái ốc này nha. Đầu tiên sẽ quay bộ tàn. Đây anh em, quay sơ cho anh em một vòng cái bộ tàn nha. Tàn này nó giống y chang như cái ô dù á anh em. Quay một sơ qua. Cái này là giảo ghim nguyên thủy luôn ha anh Dương. Giảo ghim nguyên thủy. Bao anh em là tại vì mình chơi hai mùa rồi mà dạ. Bông 10 12 cánh là bông đẹp, vàng đậm đẹp. Đây anh em. Quay nguyên một vòng ra. Cây này ngày xưa là mình có chỉnh sửa mình sạc lại hay sao anh Dương? Cây này hồi xưa chủ nhà người ta sạc, ta nuôi tàn dù á. Dạ. Đây quay cho anh em cận cận mấy cái điểm này là nó xù phải không anh Dương? Xù đây. Từ gốc dưới này luôn à, lên tới lên đến đó luôn. Đây nè, những cái mảng lên khá là lớn nha. Rồi bên đây nữa nè anh em. Rất là nhiều nha, từ trên đọt mà dài xuống. Mình sẽ quay cận cho anh em tham khảo những cái điểm này. Cái này anh em mà xịt gông ra thì cây nó đỏ nha anh em. Bên đây cũng vậy nha anh em, những cái cốt cành này mình quay cận cho anh em tham khảo. Nó gồ ghề lên mà nhìn cái cây nó khá là đã. Và đặc biệt là nó là cây giảo. Thì thường thường giảo ghim là 8 12 cánh phải không anh Dương? Dạ. Đây. Mấy cái này là nó lên lâu chưa hả anh Dương? Nguyên mấy? Rồi. Cái này nó lên cũng 7 8 năm rồi. Dạ. Rồi mình sẽ quay cho anh em cận bộ đế dưới nha anh em. Đây một vòng qua nha. Đây là mình trồng là mình còn khai thác gì nữa được không anh Dương? Cái này mình xài tầng đế này à. Dạ. Khai thác gì nữa. Đây anh em, mình sẽ quay cho anh em từ bên đây mình quay dài một vòng nha, để anh em tham khảo. Thân hơi dặn anh em. Đây cái mảng xù trên cái gốc này nè anh em. Một vòng qua. Đế anh Dương nói là chơi một tầng đế phía đây anh em. Đây mấy cái điểm này nè, một bát lên là nó xù rất là nhiều nha anh em, xù tới trên những cái chi cành này. Hồi nãy là mình đo quay cho anh em mặt trên, giờ mình quay xuống mặt dưới để anh em tham khảo chi tiết gốc này. Em bát dòng xuống nha. Trên đây thì mấy cành này là ngày xưa là nó mình cắt hay sao anh Dương? Ta cắt làm tầng dù mà nó giờ nó xăm hết trơn nè, đang kéo dạ. Hẹo nè, không bị vấn đề gì hết nha. Dạ bao cho anh em luôn ha. Bao anh em. Dạ rồi sẽ quay giờ xuống nha anh em. Còn đây là cái mặt phía bên đây anh em. Cái này thì mình nghĩ anh em đem về, anh em con nhẹ lại bù tàn. Mình tạo lại cái bù tàn cho nó khích lại chút xíu nha. Rồi xương tàn này thì có sẵn đầy đủ hết anh em. Mình đem về nếu cây này lá xanh mượt lên nhìn cây rất là đẹp. Nguyên một cây dù luôn nè. Anh em về anh em đem lên đưa lên chậu cao mình ngồi dưới mình uống cà phê pháo này kia nhậu nhẹt cũng khá là ổn anh em. Và đặc biệt thì cái cây giảo thì anh em biết rồi đó, nở bông phải nói là cực kỳ đẹp. Này. Hồi đó là mấy cái này là mình sạc ra hả anh Dương? Mấy cái chỗ này mình sạc ra phải không anh Dương? Chủ nhà người ta cắt ngang rồi nó ra. Dạ. Bây giờ nó ra, anh em thấy là mỗi cái chỗ nó ra phù lên những cây nó cũng khá hay. Xù lại xù tới gốc hết luôn nè. Dạ. Anh Dương thì ảnh chơi được hai mùa rồi, ảnh bao bông. Cái chuyện bông thì anh em khỏi có mà bàn cãi, yên tâm. Giao lưu với anh cũng có giao lưu rất là nhiều cây rồi. Rồi, cái này em nhờ anh Dương cho đo thử thông số cho anh em tham khảo luôn hả anh Dương? Thân thì hơi sắn nhẹ nha anh em. Rồi, hoành tại vị trí số 1 nha anh em. 65. 65 hoành, rồi. Cho sát xuống cái cũ nha anh em. 75. 75, rồi anh Dương áo nhẹ cho anh em tham khảo hết cái nồi đế khoảng nhiêu anh Dương. Chỉ cái này chỉ tham khảo cho anh em sơ sơ thôi nha. Cái này cỡ 300 á. 300. Rồi. Rồi anh Dương sẵn tay anh Dương đo thoát thân từ trên nó xuống cho anh em dòm thử coi nó khoảng nhiêu anh Dương. Thoát thân của nó là thoát thân là 1m14. 1m14 nha anh em. Rồi. 30. 30. Rồi ok anh ơi. Cây này thì mình nghĩ anh em nào mà dưỡng cho cây nó sung cây lên nó xù lên bể cái tương lai nha anh em.
và cái tàn nó ra, nếu mà tàn nó ra đầy đủ này kia nhìn rất là đẹp như một trang cây dù luôn. Rồi anh Dương ơi, anh Dương cho anh em biết là ví dụ anh em nào ta thích thì hẹn kiếm giao lưu thì mình giao lưu giá sao anh Dương? Cái này mình giao lưu với anh em là 130 triệu bao ship 200 cây. 130 triệu bao ship cho anh em là 200 km. Rồi anh em nào thấy thích thiện chí cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Dương nha. Qua số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Giờ tạm thời kết thúc video tại đây. Nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình, người thân. Mong là anh em có thể giao lưu thành công cuộc mai này với anh Dương nha.